Xin chào bà con, bây giờ mình đang ở chợ chim Thạnh Quá ở Long An. Thì hôm nay mình đi đến để mua chim, mua rùa, thả phóng xanh giúp cho bác Lợi. Bác Lợi gửi cho mình 200 đô để thả cá và thả chim, nhưng mà hôm bữa mình đã thả cá hết 100 đô rồi, hôm nay còn 100 đô nữa. Giờ mình đi vô trong đây mình mua chim với có thể là mình sẽ mua rùa nữa để thả phóng xanh. Xin mời bà con theo dõi. Quá trời luôn rồi. Cái này gà lôi nè. Ở đây có bán rùa không chị? Rùa hả? Có hai con bự rồi. Không có rùa nhỏ hả chị? Đi dọc ở phía đây mình coi có rùa không bà con. Trời. Như là gì bác, bao nhiêu mà một con vậy? Ờ. 20.000 con hả? Dịp này 20.000 con. Ở phía bên đây 100.000. Ờ. Đây chị có được bao nhiêu con này? Có 30 con. Ở đây chim này luôn bà con ơi. Bây giờ mình sẽ mua cái loại chim trên đây nè bà con ơi. 20.000 đồng một con. Bây giờ mình sẽ mua. Nếu mà đủ hết thì 2 triệu 3 mình sẽ mua được 100 mấy chục con. 100 là 2 triệu 300 ngàn nữa. 300 ngàn thì được 15 con nữa, vậy là được 115 con nếu như mà đủ hết. Chim này đẹp nè, này nó đẹp hơn con chim kia nhưng mà cái con này chắc mắc lắm, con mấy con két nguyên vàng chim tu luôn. Cái này con gì đẹp quá ta, này tôi phải bồ câu đâu, có bồ câu không? Cái này là đây là gà gì ta, này là giống như chim chỉ à. Cái này là con chim gì nữa? Ở đâu? Đây bên đây là chim, cái này cũng chim cu luôn phải không? Cu đất. Cu đất này nhiêu con? Thử vậy hả? Tại vì bắt em mấy con nhỏ rồi, chim kia á. Chim này là nãy nhiêu anh? Đây nè, đứa đếm phải được. Ý là bao nhiêu một con á? 25.000. Đó chị báo 20 mà. 20 25. 20. Cô có nhiêu con vậy? Đếm luôn, đếm luôn. Trời. Bắt vô lưới. Đợt này sao em không thấy rùa nữa? Có rùa chứ mà hết rồi. Hết rồi hả? Thấy rùa có mấy con bự bự không à? Họ mua cúm nấm mà thả anh ấy. Cúm nấm nhiêu một con? Ký. Bằng ký hả? Ký nhiều ký? 300.000 ký, bằng ký nó 3 con rồi. Có 3 con hả? Rồi, ký tự giúp, cúm nấm tự. Mấy chim này nè. 20.000 một con. Mình 9 con rồi đó. Chim này đẹp quá trời ha. Có màu không ta? Người ta bán rắn, bán rùa, bán chim, cái con này con kia rất là nhiều luôn. Mà nguyên một cái khu bán luôn. Rồi bay rồi. Nó xanh luôn. Bao nhiêu rồi anh? 59 hả? 59 hả? Ô mà cái kia nó mắc quá. 6 đi. Bao nhiêu con chị? 50.000 con đó đó hả? Ừ đúng rồi, cái bò đó. Được bao nhiêu con nữa? Chín con, 10 con. Này là nhiêu vậy? Này 59 con. 59 con là nhiêu ta? 180. Con chim dưới đây là cái gì? Nhiêu con? À vậy hả? Đây là chim sáo. Lấy em thêm chim sáo rồi đi. Có thêm chim sáo này thì 50.000 là một con, nó hơi mắc, nó hơn gấp đôi cái con kia. Trời kêu. Ở đâu? 4 con đó hả? Rồi, bắt con đó luôn đi. Con chim trắng là chim gì vậy? Cu Pháp. Sáo luôn hả? Cu Pháp. Cu Pháp á. Cu Pháp. Tổng cộng là bao nhiêu rồi chị? Đặt xa quá là bắt mấy con? 14 con. Một triệu 880 hả? 1 triệu 880. 50 đi em mất luôn hết luôn. Nhớ đợt đó bán con này 90.000 nè, ngày nay bán 80.000 đó. Còn nợ nó không? Nãy giờ mua nhiều, cái này bán vốn thôi đó. 1 triệu 880 rồi. Có con nào rẻ nữa không chị? Con này là rẻ hơn thôi, cho nó con kia thôi, rẻ lắm rồi. 80.000 lắm. Con chim này nó đẹp quá, hai chim này chim gì mà nó có màu? Cái này người ta sơn hay là tự có? để trong. Thì lấy thêm 6 con nữa đi. Mình mua thêm con này nữa bà con ơi. Cái con này nó rất là đẹp, giá nó mắc hơn. Con này tới 80.000 đồng một con rồi. Và mình bắt thêm 6 con nữa. Rồi kìa. Được 6 con chưa? Rồi xong. Rồi giờ mình có tiền chỉ nha nè. Xong chim rồi bà con ơi, nay người ta không có bán rùa, chỉ có chim thôi à. Mình mua 3 loại, một loại 20.000 thì mình mua tới 50 mấy con, còn loại 50.000 thì mua 10 mấy con, còn 80.000 thì mua 6 con. Là vừa cũng vừa đúng là 2,3 triệu. Giờ mình lấy xe mình đi thả bà con ơi. Mình chị đem ra cho mình nè. Bây giờ mình sẽ chạy tới vô khoảng cái chỗ trống mình thả. Cái cầu này nè. Để lên hả hay khách? Để đây đi, để đây đi cho nó cái xe. Giờ mình đi thả bà con ơi, mình đi tới cái chỗ khoảng trống đất trống rồi. Cái này mình mua chim 3 loại. Chim này thì 20.000 đồng con, còn chim 6 thì 50.000, còn con chim màu màu đó là 80.000 con. Này cái bao này là 2,3 triệu nè. Mua vừa đủ số tiền mà cô Lợi gửi. Giờ mình sẽ đi lên cái khoảng này mình thả nó. Rồi xin mời con theo dõi qua cái thẳng này nè bà con ơi. Ở đây nó có cái khoảng không trống rất là lớn nè. Bây giờ mình thả ở đây. Mở ra là bay dữ luôn. Rồi đi bà con ơi. Đó, nó bay đi đó. Hy vọng là những chú chim thả được mang lại sự bình an, may mắn cho gia đình của bác Lợi. Đi đi. Đi. Rồi đi đi. Rồi mang lại sự may mắn cho gia đình bác Lợi nha. Đi con. Trời bay đi tứ hướng luôn rồi. Chưa biết là được thả nữa, cứ đeo đeo theo. Đi đi. Mới có chút xíu mà mấy con này nó không biết bay rồi. Chết rồi, chết rồi. Còn mấy con này nó bay, bắt ra. Ơi, bay luôn. Con này bay luôn. Đi, đi. Rồi sao ông bay được hết. Còn con này bay đi chết, trời con này bay không được rồi. Đây được rồi, thả vô đường đi, thả vô trong đây luôn. Ôi nó đậu nó kêu quá trời luôn kìa. Thôi mình thả con này ở đây đi. Đi đó luôn rồi. Rồi nó bình phục rồi, chắc nó bị gì rồi. Xin chào bà con, bây giờ mình đã thả xong cái tiền mà bác Lợi đã gửi cho mình. Hy vọng là những chú chim, chú cá thả được mang lại sự may mắn, sức khỏe, bình an cho gia đình bác. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Hẹn gặp lại bà con trong những clip sau. Xin chào tạm biệt. Rồi, cảm ơn bà con đã theo dõi.